Vương tvây đồ phín nâng khmèng bà tò. Nơi thang ngày mùi ốc ca đo du lung mọc hói miến nia vấp mùi cổng bàn chân nia vía tây sạc mặt. Mà nẹ khnúng chòm nóng bụi kê ban nuông còn bà vấp vô bóc luôn tây chìa mùi. Nơi bế đầy bụi kê ban chân ngay tới nữ lơ sạc mất cổ bán chuột nắng chú sân cơ vía bùn lất nia vía vô bóc bụi kê cơ vấp khá nia ban thẻ chô tới khá nùng tập hơi khá mên bà vóc nắng tớ đời lung tất ta sòng nang là ô phliềm phliềm nút tớ vấy đồ phín mùi cơ bà cổ bán lất lăng nặng bán chuối sòn cơ rút vía mình dú bằng mán bước kế cỏ bán từ đó cỏ mùi hói khó mán bà rớt cỏ bán lốt chó bì lứa khó nông từ đây đồ phìn từ đây đồ phìn xua từ cánh khó mán bà rớt nút thà tao anh school còn lấy ni tế khó mán bà rớt tỏ bát khó nhóm school nịt giấy tam tao đón sạch nấy có ni chía có giá mất vô bọc nhung. Ta anh đấng tế tha nhung bất chìa bà vé. Ông mà cha mùi ông mến đòi đấng tha khá miên nô na vô nữ lờ có ní ta đây đò phìn. Ba nị giấy lan thà mèn hơi anh cứ chìa bà vé ông mà cha. Bê ní anh át khai chìa sạch bàn tiệt phong. Khmer bà rõ sùa, ta khuyên khai chìa sạch bàn đòi vô biếp nà tân. Nếu bê đài tờ vây đồ phín, chắp đám hai chánh tứ, vía bàn tọp thẻ. Nút chìa ca nghe sơ rùa tè, đòi xá anh chìa mà nút tài muối cốt. Tại vô nơi lơ có ni, anh chẳng anh nâng khai chìa sạch.